Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn hồi ký của Thiếu tướng Phan Hàm với nhan đề Xuân Giải Phóng, phần thứ 9, những trận đánh tạo thế chiến lược trên chiến trường. Được thông báo trưa ngày 5 tháng 4, đồng chí Lê Đức Thọ sẽ đến Buôn Ma Thuột. Địa điểm đón tiếp được chọn là căn cứ huấn luyện của Trung đoàn 45 ở phía đông thị xã, nơi đây bảo đảm an toàn, vừa đảm bảo bí mật và bề ngoài cũng có vẻ khang trang hơn các nơi khác. Đồng chí binh trạm trưởng, phần lo chuẩn bị cuộc đón tiếp, phần thì lo sơ tán chiến lợi phẩm từ trong kho mai hắc đế ra các khu rừng cà phê, cao su ở chung quanh đề phòng oanh tạc, nào tập trung xe để bảo đảm, cho sư đoàn 320 đi vào chiến trường, nào vận tải một khối lượng hàng hóa khá lớn vào Nam Bộ nên chân không bén đất, chạy tới chạy lui hết nơi này đến nơi khác đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra. Đến gần trưa, mọi công tác chuẩn bị đón tiếp tạm xong. Bỗng một tiếng nổ long trời, làm rung chuyển các cửa chớp phát ra từ trong đống giấy luận đang cháy rở cạnh nhà liền sau đó là những tiếng nổ nhỏ hơn của đạn súng trường thỉnh thoảng lại đêm vài tiếng nổ lớn của lựu đạn té ra là một kho đạn súng bộ binh ở ngay cạnh phòng khách đang bị cháy nổ thật là húa vía lại phải cấp tốc tung người đi khắc nơi chạy nháo chạy nhào tìm một địa điểm khác cuối cùng mới chọn được một ngôi nhà nguyên là cơ quan của chính quyền trước kia Sắc mấy chiếc xe tăng còn nằm nguyên trước cổng ngói gạch gỗ sắt đổ vỡ lung tung chỉ còn lại được một chiếc giường không bàn mà cũng chẳng có ghế đoàn vừa đến nơi đã thấy đồng chí bùi san và mấy đồng chí trong tỉnh ủy đến vừa thăm hỏi vừa xin chỉ thị công tác được gặp cấp trên để xin chỉ thị trong lúc này còn gì bằng cho nên biết đoàn vừa ở xa đến còn mệt nhưng tranh thủ thì vẫn cứ phải tranh thủ đành phải làm việc hết cả buổi trưa quảnh cảnh và phong cách làm việc sau ngày mới giải phóng đâu đâu cũng đều tất bật như thế cả việc này chưa xong thì việc khác đã ập đến hết đột xuất lại đến bất ngờ hết tranh thủ lại đến kết hợp đầu óc lúc nào cũng thẳng tay chân luôn luôn bận rộn thế mà ai nấy vẫn luôn luôn phấn khởi vui tươi mọi tính toán cá nhân đều gạt bỏ sang một bên những vướng mắc riêng tư đều bị dẹp lại trước mắt chỉ còn là trách nhiệm và lòng nhiệt tình hăng say công tác đồng chí bác sĩ đi với đoàn cho tôi biết sức khỏe của ông già dạo này chưa tốt lắm vì nóng lòng muốn vào sớm nên luôn luôn phải vượt cung đã thế mỗi lần đến địa phương nào cũng phải làm việc chẳng kể ngày đêm căng thẳng vô cùng trên đường vào nam bộ trong những ngày này việc đi lại rất khó khăn nhất là trên đoạn đường đi trên đất campuchia không phải vì đèo cao dốc đứng cũng không có suối sâu sông rộng nhưng đường thì hẹp mà các đơn vị binh khí kỹ thuật đặc biệt là những đơn vị tên lửa xe tăng choán hết cả mặt đường không tài nào vượt lên trước được những trận mưa đầu mùa làm cho việc đi đứng khó thêm. Vì vậy, đoàn phải đi theo đường 14. Điều đáng ngại nhất là trên những đoạn gần các vị trí cũ của địch như Đức Lập, Bù Prang hay còn rất nhiều mìn. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, ngoài việc giao nhiệm vụ cho công binh phải giả phá kỹ lưỡng, binh trạm còn đưa mấy chiếc xe vận tải chở đầy gạo, đi trước mở đường, đồng thời quy định cho mọi người tuyệt đối không được ra khỏi vệt bánh xe. Khi nghỉ, chỉ được đứng giữa đường. Từ Bù Gia Mập trở vào, người đi lại nhộn nhịp, đông vui như chảy hội. Những khu rừng rậm, những biến vượt, đều biến thành những bãi để xe. Tuy chưa được cấp trên phổ biến, nhưng mọi người đều ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, về hướng và mục tiêu chiến dịch sắp đến. Trạm đón tiếp của Trung ương cục nằm dưới một lùm cây rậm, gọi là trạm, nhưng chỉ lèo tèo có một lán nhỏ, không đủ che mưa, bốn bề gió lọt, với một cái bàn con, chân khập khẽn trông qua dấu vết trên mặt đường, cũng biết là xe cộ qua lại nơi đây khá nhiều, nhưng lại không hề có vẻ nhộn nhịp, ồn ào, náo nhiệt của một bãi xe thông thường. Tất cả các xe con đều triệt để phân tán, ẩn dưới bóng cây, cả đến những người phục vụ cũng chia ra từng nhóm nhỏ ở giải rác chung quanh. Những người mới đến đều có ấn tượng rất tốt đẹp về việc chấp hành các quy định phòng không. Kể ra, thì từ đây vào đến chỗ trung ương cục, cũng chỉ có mấy cây số đường rừng thôi, bằng phẳng, rất dễ đi nhưng kỷ luật chiến trường không cho phép bất cứ ai được đánh xe ô tô con vào đến tận nơi ở và làm việc của các đồng chí lãnh đạo tất cả khách mới đến dù là cấp gì phải đi bằng phương tiện duy nhất honda ôm với những ai đã từng sống ở trung ương cục trước đây thì so cái xe đẹp thổ trước kia đều cảm thấy bây giờ là cả một sự tiến bộ rất dài đồng chí lê đức thọ vừa từ trên xe bước xuống đồng chí trạm trưởng chạy đến báo cáo và theo sau là một anh chiến sĩ giải phóng người vạm vỡ, đội mũ tai bèo, khăn dần quấn cổ, khẩu AK vác chéo sau lưng. Vừa để tay lên vành mũ, anh chiến sĩ đã ôm choàng lấy đồng chí Lê Đức Thọ, bất chấp lễ tiết tác phòng, trước những cặp mắt ngạc nhiên của mọi người. Anh Sáu, anh khỏe không anh Sáu, anh Bảy đồng chí Phạm Hùng cho tôi ra đón anh đây. Trời đất ơi, mấy hôm nay anh Bảy trông anh hết nói. Đồng chí Lê Đức Thọ tươi cười, vỗ vào vai anh giải phóng. Lần thứ hai, mọi người đều ngạc nhiên. Ủa, Tư, dạo này cậu công tác ở đây à? Đã gặp vợ con chưa? Vừa nói, anh vừa quàng chiếc khăn xả cột vào vai, rồi nhanh nhẹn leo lên chiếc xe Honda, ngồi gọn sau lưng anh chiến sĩ giải phóng, rất tự nhiên. Ta đi thôi. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục, anh Tuấn và một cán bộ đã đứng đón sẵn. Vừa xuống xe, đồng chí Lê Đức Thọ vội chạy đến ôm chầm lấy đồng chí Phạm Hùng và Anh Tuấn. Họ hôn nhau lâu hơn mọi lần, nghẹn ngào, chẳng nói lên lời. Chỉ mới xa nhau chưa được một trăm ngày mà tình hình đã thay đổi bằng cả một đời người. Họ như những người vừa ra khỏi giấc mơ, suốt cả cuộc đời vào tù ra tội, biết bao nhiêu lần đứng dưới máy chém nhìn lên, hay trong ngục tối nhìn ra, tính mạng như nghìn cân treo sợi tóc. Có ai trong những người đứng đây nghĩ rằng có ngày họ cùng đứng bên nhau để nhìn đời? sáng lạn như hôm nay và tràn trề hy vọng về những ngày mai. Trong cuộc đời làm cách mạng của mình, mỗi người đã từng gánh vác nhiều trọng trách, nhưng có nhiệm vụ nào lớn lao hơn, vinh dự hơn là trách nhiệm mà đảng giao cho các đồng chí trong những ngày này, chỉ huy một chiến dịch quy mô nhất, quan trọng nhất, để kết thúc thắng lợi sau gần 120 năm. Cả dân tộc sống trong đêm dài nô lệ. Chiến dịch hãy còn thai ngén, nhưng thắng lợi dường như đã nắm chắc trong tay. Trong những cái hôn mặn nồng, thắm thiết, còn bộc lộ cả một ý chí sắt đá, một quyết tâm to lớn và một sự nhất trí cao. Ngay hôm sau, bắt tay vào làm việc, nghiên cứu các chỉ thị hướng dẫn của Bộ, Thượng tá Võ Quang Hồ cùng đi trong đoàn đồng chí Lê Đức Thọ mới vào, có cho tôi biết hai điểm. Quyết tâm của Bộ Chính trị đánh Sài Gòn ra định rất cao, nhưng kế hoạch phải rất vững chắc nếu cần có thể tập trung lực lượng ở phía sau lên và phải kết thúc chiến dịch như thời gian quy định. Ngày 7 tháng 4 năm 1975, Thường vụ Trung ương Cục, Quân ủy miền họp, thông qua kế hoạch tác chiến. Có hai phương án. Phương án 1, chủ yếu sử dụng lực lượng của Nam Bộ hiện có, được tăng cường thêm Sư đoàn 316 và Trung đoàn 95B mới từ chiến trường Tây Nguyên vào, thực hiện một số trận đánh lớn nhằm chia cắt quốc lộ 4 ở phía Tây, quốc lộ 1 ở phía Đông Sài Gòn. Về mặt chính trị, thì đưa quần chúng Vendo và một số nơi trong nội thành nổi dậy, làm chủ, diệt ác, thành lập chính quyền cơ sở. Nếu bước này đạt được thắng lợi giòn giã, chủ lực địch bị thiệt hại nặng, quần chúng nổi dậy mạnh, thì tranh thủ thời cơ, đột kích vào Sài Gòn, gia định, nhằm vào một số mục tiêu chủ yếu như dinh độc lập, bộ tổng tham mưu năm, năm trên hướng đông, sẽ sử dụng hai sư đoàn đánh Xuân Lộc, một sư đoàn thọc sâu xuống quốc lộ 15, chiếm bà Dịa, o cấp, một sư ép sát biên hòa. Trong nội thành và vùng ven, đã có 7 trung đoàn đặc công và 60 tổ biệt động. Ở quân khu 9, dùng hai trung đoàn đánh sân bay Bình Thủy, bao vây Cần Thơ, hai trung đoàn cắt quốc lộ 4, chiếm cái vồn Vĩnh Long. Nếu địch có cụm sớm về Sát Vendo thì chuyển sang phương án 2. Như vậy là phải đột phá bằng sức mạnh của binh chủng hợp thành và phải chờ cho đến khi quân đoàn 3 và quân đoàn 1 vào đủ, khoảng ngoại 20 tháng 4 mới bắt đầu nổ súng được. Thực hiện kế hoạch trên, ngày 9 tháng 4 năm 1975 Bộ Tư lệnh Miền sử dụng Sư đoàn 7 và Sư đoàn 341 tiến công vào Xuân Lộc. Do địch Đinh Ninh rằng ta sẽ đánh Tây Ninh, nên trong những tháng 2, 3 và đầu tháng 4, họ gần như đem hết cả lực lượng chủ lực về phía ấy. Mặt trận phía đông bị bỏ ngỏ. Mãi cho đến ngày 5 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Toàn mới phát hiện ra hướng tiến công chủ yếu của ta là hướng đông và Tây Ninh lại là hướng kiềm chế, nghi binh để thu hút đối phương. Toàn vội vàng điều động lực lượng từ Tây sang Đông, chủ trương quyết giữ Long Khánh từ xa. Toàn giao cho Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18, phải giải tỏa quốc lộ một để nối liền với mặt trận Phan Giang, chiếm lại cho được núi Chứa Chan, một đài quan sát tuyệt vời ở miền Đông Nam Bộ, giữ vững bình tuy. Chủ trương này rất hợp với ý của Thiệu nhưng Lê Minh Đảo thì phản ứng mạnh. Theo Đảo thì trong tình hình này, lực lượng cơ động không còn bao nhiêu, nên phải bỏ cả bình tuy, Xuân Lộc Co về giữ biên hòa, nói gì đến chuyện vươn ra tận Phan Giang xa xôi. Đảo chấp hành mệnh lệnh một cách nửa vời, tập trung toàn bộ lực lượng của sư đoàn 18 và một thiết đoàn chỉ giữ Xuân Lộc thôi. Ngoài ra, còn có tiểu đoàn 82 biệt động quân mới xây dựng lại và nhiều đơn vị địa phương, hai khẩu pháo 175 ly, 10 khẩu pháo 155 ly và 20 khẩu pháo 105 ly. Cách bố trí thì phân tán trên các mỏm đồi và ở cả trong rừng cao su. Trước ngày nổ súng, Lê Minh Đảo rất xảo quyệt, đã bí mật rời sở chỉ huy và trung tâm hành quân vào trung tâm thị xã, làm cho các đài quan sát tiền tiêu của ta bị mất hút. Về phía ta, Sư đoàn 7 đã tác chiến liên tục từ đợt 1 đến nay và đã thu được nhiều thắng lợi lớn. Là đơn vị chủ công trong trận Phước Long, tiếp đến là định quán, giải phóng bảo lộc, di linh, mà quân số thì chưa được bổ sung, cho nên sức chiến đấu có bị giảm sút. Sư đoàn 6 thì mới hình thành, còn sư đoàn 341 thì chân ướt chân giáo mới đến chiến trường. Vấn đề bảo đảm vật chất trên hướng này, Đối với cơ quan hậu cần của miền, thật là vô cùng vất vả. Vì đường vận chuyển vừa xa, lại vừa cách núi, ngăn sông, hậu phương trực tiếp rất nghèo nàn. Một chiếc xe vận tải chở vũ khí, đạn dược xuất phát từ Đồng Xoài, phải mất cả tuần lễ mới đến được nơi tiếp nhận. Sau những loạt pháo bắn chuẩn bị, trung đoàn 3 của sư đoàn 341, được xe tăng chi viện, tiến công từ phía Bắc thị xã Xuân Lộc, phát triển thuận lợi, chiếm được dinh tỉnh trưởng và đánh vào căn cứ biệt động quân Đến ngày 10 tháng 4, đưa thêm một số tiểu đoàn vào để tăng thêm sức chiến đấu, chiếm được căn cứ này phía tây sân bay, khu vực chiến đoàn 45 và tập trung đánh phản kích. Trung đoàn 12 của sư đoàn 7 tiến công từ phía đông nhưng bị ngăn chặn, không mở được cửa, không thực hiện được việc chia cắt địch từ phía nam. Ngày hôm sau lại đưa nốt một bộ phận của trung đoàn 14 đến để cùng trung đoàn 11 cố đánh chiến hậu cứu của chiến đoàn 52, đột phá vào hậu cứ của sư đoàn 18, chiến đoàn 43 nhưng tất cả đều bị ngăn chặn, không phát triển được vì đánh vào chỗ cứng trên một địa hình không thuận lợi. Sau ba ngày liên tục chiến đấu, bộ đội ta bị thương vong. Trên hướng sư đoàn 341, ngày đầu có thuận lợi như đã nói trên, nhưng đến ngày thứ ba cũng bị chặn lại. Bộ Tổng tham mưu QUCH nhận thấy tình hình trong lúc này mà để mất Xuân Lộc thì coi như quân giải phóng đã đứng trước cửa ngõ Sài Gòn rồi. Hơn nữa, họ đang muốn tìm kiếm một chiến thắng vang dội vì vậy càng phải dốc hết sức tàn lực kiệt vào mặt trận này. Máy bay oanh tạc suốt ngày, pháo binh bắn dồn dập, đồng thời cấp tốc chuyển toàn bộ lữ đoàn ba kỵ binh, một lữ đoàn rủ, một chiến đoàn xe tăng từ mặt trận phía tây sang. Chiều ngày 13 tháng 4, lữ đoàn dù và sáu khẩu pháo 105 ly đến ngã ba Tân Phong. Sáng hôm sau, cánh này đánh vòng lên phía bắc, định hình thành thế bao vây tiểu đoàn 7, trung đoàn 209 của ta. Thế trận rằng co. Trước sức chống cự quyết liệt của địch, một số đơn vị của ta vẫn giữ các mục tiêu quan trọng trong thị xã mới chiếm được, một số đơn vị khác phải rút ra ngoài, chuẩn bị đánh phản kích. Bộ tư lệnh chiến dịch cử Trung tướng Trần Văn Trà đến kiểm tra tại trận và hướng dẫn cách đánh cho phù hợp, từ trạng thái tiến công chuyển sang bao vây, đánh thiệt hại nặng quân địch ở vòng ngoài và dùng pháo binh tiêu hao ở bên trong. Kết quả là sau mấy ngày chiến đấu, lữ đoàn ba kỳ binh bị chặn đứng ở bầu cá không tiến lên được để giải tỏa quốc lộ 1 nối liền với Xuân Lộc, thậm chí đến việc bắt liên lạc với chiến đoàn 52 ở Dầu Dây cũng không thực hiện được, vì tiểu đoàn 3 của chiến này cũng bị đánh thiệt hại nặng ở đồi móng ngựa, và đến ngày 15 tháng 4 thì phải rút về Long Bình qua ngã Bắc Bầu Hàm. Lữ đoàn dù một cũng không tiến lên được và bị đẩy dần về phía trạng bom, biên hòa, lần lượt túc trung, kiểm tận và dầu dây được giải phóng, Xuân Lộc ngày càng bị cô lập, tuyến phòng thủ hố nai, biên hòa bị uy hiếp. Trên mặt trận phía Tây, thực hiện chủ trương cắt quốc lộ 4, đoàn 232 do đồng chí Lê Đức Anh chỉ huy, điều chỉnh lại kế hoạch không đánh mộc hóa trên tuyến biên giới, mà nhanh chóng thọc xuống la dùng sư đoàn 8 đánh cai lệ, cắt đường, sư đoàn 5 và một trung đoàn đánh thủ thừa, còn ba trung đoàn khác thì áp sát Sài Gòn. Hai sư đoàn 3 và 9 sẵn sàng ở phía sau. Do đường xá lầy lội, phải vượt qua nhiều bưng sinh, nên các đơn vị pháo binh, thiết giáp không theo kịp bộ binh. Để phối hợp kịp thời với Xuân Lộc, Đêm 10 tháng 4, ta tiến công Tân An, thủ thừa. Vì không có hỏa chi viện, trận đánh không thành công. Ta chuyển sang tiêu diệt các đồn bót nhỏ ở phía tây Tân An, mở rộng hành lang, củng cố vị trí đứng chân, tạo điều kiện để sau này đánh lớn. Những trận đánh Xuân Lộc, Tân An không dứt điểm được, đối phương tuy lâm vào bước đường cùng, nhưng chưa phải đã tháo chạy. Tuy nhiên, cũng đã có tác động lớn. Những đơn vị trực tiếp bảo vệ Sài Gòn như Lữ Đoàn Dù, sư đoàn 18 đều bị đánh thiệt hại nặng. Trong lúc đối phương đang phải lo đối phó với đoàn chủ lực, thì lực lượng địa phương tranh thủ mở vùng, mở mảng, áp sát Vendo, tạo ra những bàn đạp rất thuận lợi cho cuộc tiến công sau này. Các trung đoàn 88 và 24, hai tiểu đoàn ở Long An diệt 45 bốt, phần chi khu, giải phóng 12 xã thuộc huyện Châu Thành, Cần Duộc, Cần đước, Tân Trụ, kết hợp với lực lượng đặc công tạo ra chỗ đứng chân vững chắc ở phía nam thành phố lực lượng cơ động của quân đội Cộng Hòa đã sạch. Chỉ sau vài ngày chiến đấu, các tiểu đoàn địa phương 301 đến 322 và 330 bị thiệt hại nặng và trung đoàn 12 của sư đoàn 7 cũng mất sức chiến đấu. Ngày 12 tháng 4, đành phải đưa sư đoàn 22 mới ở miền Trung chạy về, ra bè bờ. Kể ra thì sư đoàn này cũng tạm gọi là có máu mặt hơn các đơn vị khác. Ở trung tâm Vạn Kiếp, ở Vũng Tàu, nó còn được bổ sung 4.600 quân, phần lớn mới từ các địa phương lên nhưng không còn lấy một khẩu pháo nào. Tội nghiệp. Đứa anh cả của nó là sư đoàn một. Trước đấy hùng hồ là thế, mà nay chỉ còn có hai sĩ quan và 40 lính. Còn sư đoàn 3 thì vét được 1.000 lính với 20 khẩu súng trường. Các cấp chỉ huy ở trên giường như chẳng nắm được tình trạng bi đát này. Vài ngày đầu, thấy tình hình ở Xuân Lộc, Tân An, lóe lên một tia hy vọng, đã vội vui mừng. Ngày 13 tháng 4, tướng Smith, tùy viên quân sự Mỹ đã gửi cho C. Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên Quân, một bức điện nói về trận Xuân Lộc như sau. một Chúng ta đã bước đầu giành thắng lợi. Trong trận Long Khánh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa rõ ràng đã tỏ ra quyết tâm, ý chí và lòng dũng cảm để chiến đấu, dù cho tình thế bất lợi cho họ. Dù trận đánh mới chỉ qua giai đoạn 1, nhưng chúng ta có thể nói rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thắng ở hiệp 1. 2. Trận đánh giành quyền kiểm soát ngã ba giày dây và tỉnh Lị Xuân Lộc từ ngày 9 tháng 4 với trận hỏa lực mở màn gồm 3.000 đạn pháo, rocket và cối. Lực lượng Việt Nam Cộng Hòa bị áp đảo về số lượng, đã bị đánh bật khỏi thị xã và nhiều xã ấp dọc quốc lộ 20. Nhưng, họ đã nhanh chóng phản công và vào đêm đầu tiên, sau khi trận đánh bắt đầu, họ đã đẩy được phần lớn quân địch ra khỏi Xuân Lộc, mặc dù Bắc Việt còn chiếm nhiều ấp xã. 3. Không quân Việt Nam đã bảo đảm liên tục không yểm gần, thiệt hại của địch kinh khủng số địch bị chết bỏ lại trên chiến trường hơn 1.200 tên, gần 30 xe tăng bỏ lại trên chiến trường. Ta thu gần 200 vũ khí. 4. Lòng dũng cảm và tính tích cực của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, nhất là lực lượng địa phương Long Khánh, chắc chắn chỉ ra rằng những binh sĩ này, nếu được trang bị đầy đủ và lãnh đạo tốt, thì ưu việt hơn hẳn đối thủ của họ. Trận Xuân Lộc như vậy đã giải quyết được vấn đề quân lực Việt Nam Cộng Hòa có chiến đấu được hay không. Bước sang ngày 18 tháng 4, Nguyễn Văn Toàn phát hiện được trung đoàn 141 của sư đoàn 7 quân giải phóng đang chuẩn bị bước vào chiến dịch, thì liền chiều hôm ấy, lệnh cho Lê Minh Đảo phải nhanh chóng bỏ Long Khánh, rút về phòng thủ Biên Hòa, sau khi đảo vừa nhận được 400 quân bổ sung. Khác với cuộc rút lui quân hồi vô phèn ở Tây Nguyên một tháng trước đây, cuộc rút quân của tướng đảo xem ra có vẻ bài bản hơn. Nhật ký chiến sự của sư đoàn 18 có ghi lại. Ngày 19, lữ đoàn dù và sư đoàn 18 tiếp tục phản công mạnh mẽ, chiến đoàn 48 hành quân mở đường tiếp tế như thường lệ, nhưng kỳ thực nhằm mục đích nghi binh và bảo đảm an toàn từ Xuân Lộc đến Long Đạo. Sư đoàn lệnh cho quân địa phương rút khỏi xã Cẩm Mỹ để cho sư đoàn bí mật co đội hình về gần Long Đạo. Cố tránh giao tranh để khỏi tạo ra tình hình khẩn trương trên đoạn đường này. Các chiến đoàn khác dùng tất cả các loại pháo với số lượng rộng rãi hơn, khác hẳn với những ngày trước. Ngày 20 tháng 4, 8 giờ sáng, tiểu đoàn dù được tăng cường một chiến đoàn xe bọc thép, một đại đội trinh sát, tiến công mạnh vào trung đoàn 141 quân giải phóng. Pháo bắn mạnh vào các đơn vị chung quanh núi thị, di chuyển rầm rộ, làm như đến tăng cường cho tiểu đoàn 2, trung đoàn 43 đóng tại đây, kỳ thực là để vứt bớt pháo, vật liệu nặng. Trực thăng vận tải vẫn tiếp tục bay ra bay vào Xuân Lộc như mọi ngày, nhưng mang tiết liệu vào mà là để mang vật liệu ra. Thời tiết xấu nên chỉ được 3 lần trước ngày. Đến 20 giờ, trung đoàn 48 thiếu và ba chỉ huy cùng với 4 pháo từ núi thị rút về Long Đào, triển khai đội hình để sẵn sàng yểm hộ các đơn vị rút sau. Đến 22 giờ, Trung đoàn 43 và Tiểu đoàn 82 biệt động quân bắt đầu di chuyển, vượt qua đội hình của Trung đoàn 48 và bố trí trên đoạn đường từ Cẩm Mỹ đến Xà Bàng. Sau đó 2 tiếng đồng hồ, trên 2.000 xe các loại của Sư đoàn 18 và Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 52 và một đại đội trinh sát đi bảo vệ dọc đường. 3 giờ sáng ngày 21 tháng 4, Tiểu đoàn ở núi Thị Rút sau cùng, sau khi bắn liên tục để nghi binh, phá hủy cả hai khẩu pháo 105 năm cuối cùng còn lại, đến 5 giờ thì đoàn cơ giới về phía Đức Thạnh. Các đơn vị lẻ tẻ cũng dần dần tập trung lại được ở đây, cho đến 12 giờ thì sư đoàn 18 về Long Bình. Lữ đoàn một được tách ra khỏi sư đoàn để ở lại bảo vệ bà rịa Ngồi ở Tân Sơn nhất nhìn ra là một nhà quân sự như tướng Smith, lẽ nào lại nhìn một cuộc rút lui, mặc dù có bài bản hóa thành một cuộc phản công. Thử hỏi, người ngồi bên kia thái bình dương thì còn sai lầm đến tận đâu trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi